Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE SummerSlam Series SummerSlam 2018. Mô hình này mình đã quy hợp và đã trưng bày trong tủ kiến. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn. Mô hình WWE SummerSlam Series SummerSlam 2018 gồm có một mô hình SummerSlam không đi kèm phụ kiện. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Shane McMahon là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu thích. Mô hình WWE Shane McMahon Series SummerSlam 2018 được thực hiện dựa trên trang phục của Shane McMahon, xuất hiện với tư cách là trọng tài đặc biệt Special Guest Referee, điều khiển trận đấu trên đài WWE United States Champion giữa Kevin Owens và AJ Styles ở sự kiện WWE SummerSlam 2017. Mô hình Shane McMahon chúng ta có thể thấy được thiết kế với ngoại hình rất đẹp ở mặt trước và mặt sau. Mô hình Shane McMahon được thiết kế với khuôn mặt mỉm cười, thân thiện đặc trưng của Shane McMahon, rất đẹp và chi tiết và rất đúng biểu cảm của Shane McMahon. Với mái tóc được cắt ngắn và được thiết kế màu xám, rất đẹp và chi tiết. Mái tóc rất đẹp của Shane McMahon. Khuôn mặt rất đẹp của Shane McMahon và đây cũng là new head scan của Shane McMahon. Kèm theo đó là thiết kế phần râu được thiết kế mờ, được thiết kế màu đen, rất đẹp và chi tiết. Trang phục của Shane McMahon được thiết kế với tông màu đen và trắng làm chủ đạo, với áo trọng tài được thiết kế theo đúng phong cách của Shane McMahon, được thiết kế với tông màu sọc trắng và đen, rất chi tiết. Mặt trước của áo Shane McMahon chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ Shane O'Mac Demony, được thiết kế với tông màu trắng và có đường viền màu đen. Dòng chữ Demony được thiết kế với tông màu đen, trên nền màu trắng và có đường viền màu đen, rất chi tiết. Kèm theo đó là thiết kế các chi tiết nổi màu đen và có thiết kế hình nút màu trắng hình tròn, rất chi tiết. Trên cánh tay trái của Shane McMahon chúng ta sẽ thấy biểu tượng M mũ 3, được thiết kế với tông màu trắng và có đường viền màu đen. Trên cánh tay phải của Shane McMahon được thiết kế số 3 La Mã, được thiết kế với tông màu trắng và có đường viền màu đen, rất chi tiết. Ở mặt sau của áo Shane McMahon chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ The Money Referee, được thiết kế với tông màu đen, trên nền màu trắng, rất chi tiết. Kèm theo đó là logo của sự kiện WWE SummerSlam, được thiết kế với tông màu trắng, trên nền màu đen và có đường viền trắng đen, rất chi tiết. Quần của Shane McMahon được thiết kế với tông màu đen. Giày của Shane McMahon được thiết kế với kiểu dáng là giày thể thao, rất chi tiết và đẹp, được thiết kế với tông màu trắng. Và dây giày được thiết kế với tông màu trắng. Giày của Shane McMahon được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay.
khuỷu tay chúng ta có thể xây được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Hai bàn tay của Sam Batman, bên trái và bên phải, được thiết kế là dạng bàn tay mở. Với biên độ bằng nhau. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Vì áo của Sam Batman được thiết kế là kiểu áo cố định, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng để xoay phần hông được ạ. Khớp chân chúng ta có thể để lên phía trước. Để xuống, để ra phía sau, để xuống. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được. Sam Batman là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của The Money, Sam Batman. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Sam Batman Series SummerSlam 2018. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.